cái nó đẹp như bông hoa rừng. À, cái mình tên gì? Cái mình tên Phượng. Gì Phượng? Cái mình Phan Phượng. Cái mình ở đâu đến? Cái mình ở Thái Nguyên đến. Rất vui được gặp áp báo. Ồ sao Thái vẫn còn nguyên? Thái nó vẫn còn nguyên. Ồ không ai ăn. Chưa gì sứt. Ồ vẫn còn nguyên. Vẫn còn nguyên. Ồ thế mình còn nguyên không? Còn nguyên. Ồ nó vẫn còn nguyên Trinh. Nó vẫn còn nguyên hai cái Trinh. Đúng rồi thế. Hai cái Trinh của mình ở đâu ngồi ra đây? Đưa ra để áp báo nhìn thấy hai cái Trinh nào. Đã, rồi ngồi xuân, ngồi xuân, ngồi xuân. À? Đúng rồi. Duỗi cái Trinh ra. Duỗi thẳng cái Trinh. Đúng rồi. Đây, rồi rồi, duỗi thẳng. Đây, nó vẫn còn nguyên hai cái Trinh đây. Iopiprasan cho ra người nào. Ô, nó đẹp như bông hoa rừng. Iopiprasan ra người luôn. Ai nó đẹp quá, chết tôi. Cái này thì áp báo bắt về sản xuất ra người thôi. Rằng cái mình có người thương chưa? Cái mình chưa có ai hết. Ô, chưa có ai thương. Cái mình nhớ áp báo từ mấy tháng trước rồi. Ô chết tôi, nó thích áp báo rồi. Thế áp báo bắt cái mình về làm vợ thôi. Tí nữa áp báo đưa cái mình về làm vợ sản xuất ra người luôn. Ô cái đó thích áp báo rồi, một say say. Áp báo chỉ quay tay thôi. Quay tay thôi hả? Quay tay mới sản xuất được ra người à? Cái mình chưa có người thương. Chưa có người thương. Thế áp báo bây giờ áp báo thương luôn. Thương áp báo lại luôn. Ô áp báo sản xuất ra người với cái mình luôn. Rồi cái mình ra đây quay tay cho áp báo được không? Quay đây. Đây áp báo chỉ cho. Chị đây ra đây. Áp báo sản xuất ra người, cái mình quay Canada cho áp báo. À quay Canada. Như nào? Đứng ở đây, đang quay mà. Ở đây rồi. Ok. Như nào? Ở đây. Giữ im mà được. Đây, rồi. Hai tay rồi, đây. Cứ như thế này. Giữ im. Không đi đâu. Đứng nghiêng nhưng không đổ như này à. Áp báo tặng cái nó một bàn xóm ông để áp báo bắt về làm về. À alo. Sếp ơi, sếp ơi. Sếp. Không nghe được à? À vâng ạ. Xem bảo tàng đi đâu ấy.
Sản xuất ra người một linh nữa là... rồi được rồi, xong rồi. Chào cả nhà, chào cả nhà, chào cả nhà nha. Cảm ơn đáp báo nhiều. Đây cây nó đẹp như bông hoa rừng mù say say lờ say say, nó đang phê tiếng sao hoa bao.